Thì thí dụ như bây giờ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình lao động, mình tính toán, mình suy nghĩ, mình lo lắng thì nó không có định. Nhưng mà khi mình không tính toán, không không suy nghĩ, không lo lắng nữa mà mình trở về trong yên lặng trước khi ngủ, trở về trong yên lặng trước khi ngủ thì nó là thường định đó. Cái định này nó bình thường. Cho nên gọi là thường định. Nhưng mà từ chỗ thường định này, bình thường đó, bình thường này, nó tiến đến cái giai đoạn thứ hai nữa là hằng thường. Cái định á, hằng định. Cái hằng định này là mình nói đi sâu vào cái tánh định rồi. Nghĩa là cái tánh định của mỗi con người á, lúc nào cũng có, dầu ăn mặc, nói làm, thức ngủ, sống chết, thì cái tánh định này nó vẫn có, vẫn còn. Nhưng mà đa phần chúng sanh không hiểu cái này, không an trú được cái này, mà chỉ hiểu được cái thông thường thôi. Cái thông thường đó. Nếu hiểu ra từ chỗ cái thông thường, một cái bình thường này nó trở thành là hằng thường của mười phương ba đời chư Phật đó. Cho nên là đó là cái giải đáp cái câu thứ nhất. Và xoáy sâu thêm một cái nữa đó, hằng định hằng thường đó. Cũng như hồi nãy tôi nói về vấn đề mà khi mà trực chỉ được chân tâm, thấy được cái tâm thật của mình rồi, rồi an trú cái trí ý mình trong cái tâm chân thật đó, tức là hằng hằng định đó, hằng thường đó. Đó. Mà cái hằng thường này á, mình chịu khó quán xét thêm, nó trở thành là thường còn bất biến. Thường còn bất biến. Nếu mình an trú cái trí ý mình nó vào cái tánh định đó được, thì cái định này nó sâu sắc hơn. Nó sâu sắc hơn. Và giải thích cái thứ hai là cái câu đại định. Cái câu đại định này á, là khi mà cái trí ý con người á, mà nó đi vào cái định rồi, nó đi vào cái định rồi, và nó kiên cố trong cái định đó, nó trở thành đại định á, thì cái trí ý mình hiện thực, cái ngũ quan mình nó không còn tiếp xúc cảnh gì xung quanh nữa hết. Không còn tiếp xúc gì nữa hết. Nghĩa là hoàn toàn không còn biết gì những gì xung quanh nữa hết trơn. Đi vào cảnh giới này gọi là đại định. Đại định. Thì nếu ai là cái người tu thiền thì cái người đi biết cái này. Nếu có tu thiền, đã có đi vào đại định rồi, thì biết được cái này. Đó. Tịnh, đi vào định. Đó. Đi vào đại định luôn. Tức là cái tri giác xung quanh không còn biết nữa. Ngồi đứng cứng khư luôn. Bởi vậy cho trong sách mà sư tổ mình Đăng Quang ngài mới nói là nhắc lại thời xưa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài ngồi thiền dưới cái Bồ đề á, 500 cổ xe bò đi ngang. Thì quý vị biết 500 cổ xe bò nó kéo ngang, nó rục rịch cỡ nào. Lóc cốc. Mà 500 cổ xe bò đi ngang, Phật không hay biết gì hết. Nếu ai đã đi vào đại định này thì biết cái này. Mà xin nói thẳng, sư gã đi vào đại định này. Đó. Đi vào đại định này thì những cảnh, cái cảnh xung quanh không còn khởi niệm phân biệt nữa. Đi vào cứng khư luôn. Đó. Lúc đó là cái tri giác mình nó chìm lặng trong
kiên cố trong cái định đó luôn. Và khi từ trong định đó mà xả ra lần lần lần, mình mới biết, mới biết cảnh xung quanh. Ví dụ như trong cái thở mà trước mà sư ở dưới Tịnh Xá Ngọc Thạnh, quận Thịnh Trị, Sóc Trăng á, sư ngồi thiền trong buổi chiều đó, mới đầu đi vô tịnh, từ từ đi vô định, đi vô đại định kiên cố luôn, thì không còn biết những gì xung quanh. Nhưng sau á, từ từ á, thì bây giờ nó trở lại cái định chân thường luôn, thì bây giờ biết biết cảnh xung quanh, biết cảnh xung quanh, nhưng mà không có mở mắt ra, mà lại là thấy cái cảnh ban ngày. Quán xét hoài, mình ngồi 5 giờ chiều mà tại sao hôm nay nó lại giờ mình thấy ngồi như băng, thấy xung quanh mình ban ngày hết vậy, mà lúc đó là nhắm mắt suy nghĩ hoài không dở lẽ, thôi mở mắt ra coi thì thấy 6 giờ mấy rồi, tối rồi đó, đèn lên rồi. Như vậy thì mình á, sau đó mình mới biết là mình đã ngồi mới có 1 tiếng mấy đồng hồ thôi, chứ hồi nhắm mắt thì thấy nó là cảnh ban ngày rồi đó. Thì mình không biết đó là mấy giờ hết trơn, vì mình trong thời gian mà đi vào tịnh định nó không khởi niệm phân biệt thời gian và không gian, thấy không? Rồi nhắm mắt trở lại là thấy ban ngày nữa, mở mắt ra là thấy tối, nhưng mà nhắm mắt lại là thấy ban ngày nữa đó. Thì nó như vậy đó, cho nên đó, từ chỗ đó mới quán xét thêm á, nhắm mắt lại mà mình thấy ban ngày, đó là cái thần thấy, là cõi âm, thấy cõi âm, cõi âm là ban ngày, nhắm mắt lại thấy cõi âm là ban ngày, mở mắt ra thấy cõi dương là ban đêm đó. Đó thì mình mới phân biệt được chỗ này. Nhưng mà nếu đi vào đại định kiên cố rồi thì không thấy gì hết, kể cả cái thấy biết của mình nó cũng chìm lặng trong cái, trong cái đại định đó luôn. Đó. Như trong chân lý sư tổ mình Đông Hoàng nói, 500 cõi sẽ bò đi ngang mà Phật đi vào đại định Phật cũng không phát hiện. Đó là cái chỗ này. Đó. Còn cái thường định á, thì biết. Còn cái thức biết, cái tri giác, cho nên biết. Nghe chỗ này, sư giải thích chỗ này quý vị nghe có chỗ nào chưa thông nè. Chưa thông thì có thể là nếu có thời gian thì mình hỏi tiếp, còn không thì thôi dừng lại để trả lời câu khác. Đồng ý vậy ha. Trả lời cái câu này, kể đến là hỏi gì tông đường. Sư ông cho con hỏi là tông đường con chưa có, nếu con có điều kiện con mua một miếng đất nhỏ lập một tông đường, thì tông đường này cần lập thế nào? Và kiến họ gồm những họ bên nào, cha mẹ hay là sao? Rồi những anh em chú bác chết sông suối tai nạn, dông thai nhi chưa một lần được nhắc tới trong kiến họ, con sẽ cầu nguyện sao để họ được về tông đường? Thì đó là cái câu hỏi. Thì ở đây xin trả lời á, thường thường nói về vấn đề mà lập nhà thờ tông đường, nếu mà quý Phật tử nào mà phát tâm, mình nghĩ đến cái cội nguồn của mình, thì trước mắt mình không phải có cha, có mẹ thôi. Mà thường thường tông đường thì ta thờ cái họ, thờ một họ thôi. Thí dụ như sư họ Lê thì chỉ thờ họ Lê thôi. Còn ai đó họ Trần thì thờ họ Trần thôi. Đó là tông đường kiến họ. Là họ chỉ là thờ phượng trong một cái dòng họ đó thôi, chứ dòng họ khác không có.
Nhưng mà nếu mình Phật tử mình hiểu ra đó thì mình không nên thờ một kiến họ, không nên thờ họ mà phải thờ nhiều họ. Tối thiểu á là ông Sơ trở lại đây. Thí dụ như ông Sơ thì có bà Sơ họ khác rồi. Rồi ông Cố có bà Cố cũng họ khác luôn. Là chạy như bốn họ rồi phải không? Rồi ông nội bà nội hai họ nữa. Vậy là sáu họ. Rồi cha mẹ hai họ nữa. Là tám họ. Mà tám họ gì cộng lại thì chỉ còn có năm họ à. Vì nếu thấy họ cha có một, họ mẹ thì nhiều, họ nữ thì nhiều. Như vậy là năm họ. Nhưng mà nó xin lỗi, như vậy cũng ít. Ít. Mình một người con cháu á, mà mình biết gì gốc gác thì mình nên gọi là nhà thờ tông đường. Nhưng mà nên thờ nhiều họ đi. Có thể là mình biến cải lại, giờ mình nhớ á, cái hồi ông Sơ mình hỏi gì, rồi ông Sơ bà Sơ hỏi gì, rồi bà Cố bà nội, rồi mẹ, thấy không? Đó thì mình phải ghi nhiều họ như vậy để mà mình thờ. Còn nếu mà mình ngon nữa thì mình thờ trăm họ luôn, cũng như núi Cấm á, để cái đền thờ trăm họ đó. Đó thì nói như vậy á để cho quý Phật tử mình hiểu. Và ai có đủ duyên, nếu mà có thể là cái nhà thờ gốc của ông bà cha mẹ mình, cái nhà thờ đó mình làm nhà thờ tông đường luôn cũng được, nếu có cái gốc. Còn nếu mà không giữ được cái đó mà riêng cá nhân một người nào đó, mình mua miếng đất mình cắt nhà thờ tông đường cũng được. Bởi vì Phật tử biết á, mình sống ở đây không phải một mình đâu. Mình được cha mẹ sanh ra thì bên cạnh còn có anh em, có con cháu, nói về cái tương lai. Nhưng mà ngược về quá khứ á, thì ông Sơ bà Sơ, ông Cố bà Cố, ông nội bà nội, kể cả cha mẹ mình. Mà có khi mình không phải một con cha, có khi mình ba ông cha cũng không chừng nữa. Tại vì mẹ mình á thì tái giá đó, mình nói kiểu vậy. Hoặc giả là cha mình mà tái giá đó thì cũng nhiều bà, thì như vậy thì nhiều họ. Cho nên mình cắt lên miếng đất mình thờ tông đường, nhưng mà mình để thờ cái là coi như là củ quyền thất tổ chung nhiều đời kiếp. Rồi mỗi khi mình có đọc kinh, mình cúng kiến gì đó thì mình dâng giấy củ quyền thất tổ nhiều đời kiếp. Ráng nghe kinh kệ tu hiền để được siêu thoát. Thì xin lỗi á, mình cắt được như vậy ông bà mình rất mừng, rất vui. Có thể ở đâu họ rải rác, ở đâu họ ở ngọn cây á, bóng cả, có khi họ ở chỗ ống cống, khi họ ở chỗ dưới dạ cầu, hay hoặc ở dưới nước, họ không có chỗ ở mà ở lang thang. Cho nên mình cắt lên họ nghe, họ về mình mời hết như vậy, họ sẽ về, họ tập trung họ ở cái chỗ đó. Mà quý vị biết khi mà họ ở đó, chỗ đó mình thí dụ năm mình cúng lần thôi, thì ông bà có chỗ ở ấm cúng, mà rồi mình có cúng kiến cho ăn, rồi mình cũng mua quần áo giấy tiền này kia nọ mình đốt, ta có ta xài, thì ông bà ông Cố mình thương mình lắm, thương mình lắm, mình cầu nguyện gì ông bà cũng giúp mình hết trơn, chắc chắn như vậy. Tôi nói vừa rồi tôi có giảng cái vấn đề con út tẻo á, con gì quên rồi, Kiều, bé Kiều, nó có một đứa con gái mà nó sanh ra đâu 2 tuổi hay nhiêu đó, mà nằm viện suốt kiểu bằng Nhi Đồng 2 của Sài Gòn, mà thậm chí bác sĩ ngay cái thời điểm đầu của nó đó, bác sĩ nói cả nước Việt Nam chỉ có 2 bệnh như thế này thôi, chỉ có 2 cái bệnh thôi à. Rồi người ta kêu nó để con đó, người ta trị bệnh mà người ta theo dõi, mà người ta học luôn á,
khỏi đóng tiền gì hết trơn á. Đó. Mà lúc đó nó xin lỗi cái nhà thờ mà khi tôi cắt lên nó chưa quan tâm. Nó chưa quan tâm. Thì nó lo chồng lo con nó rồi chứ nó cũng không lo đốt nhang quét dọn gì hết trơn á. À, từ sau này, bởi vì nói đúng tôi cũng không kêu nó, là bởi vì có bà Ngọc Cương đây, bà mạnh, bà khỏe, mỗi ngày bà chạy xe xuống cho bà quét dọn cúng kiến bà lo. Ngọc Cương nè, là tới giờ bà Ngọc Cương bà yếu rồi, bà đi hết nổi rồi. Tôi mới nói con bé Kiều, tôi nói bây giờ con ở gần đây, con có con bệnh như vậy á, thôi con mỗi bữa con ra quét dọn nhà thờ đi, con đốt nhang bà, rồi thí dụ như rằm quân á, con thai sư con mua bánh trái con cúng ông bà tổ tiên, chứ sư thì bận rộn công chuyện nhiều lắm, sư đâu có về thường được. Thì nó nghe lời, nó ra nó dọn dẹp, nó dọn dẹp mà tự nhiên con hết bệnh hồi nào không hay á, đem đi bác sĩ, bác sĩ cũng ngạc nhiên luôn, hỏi nó chứ chị bác sĩ nào trị bé hết vậy, giờ siêu âm đã không có gì trơn. Nó nói đâu có bác sĩ gì, nó ở nhà lo đốt nhang cầu nguyện củ quyền thất tổ ông bà vậy thôi, tự nhiên hết rồi. Bữa giờ ở dưới nhà, ở dưới tôi nói nó thôi bây giờ những cái giấy mà con mà nó nằm viện á như thế nào đó con đưa sư, đặng sư giảng thờ pháp á, rồi sư đưa nhân chứng vật chứng có giấy nằm viện này cái nọ đó. Nó nói bác sĩ để trị bệnh mà cái bệnh chứng thì treo ở đầu giường đó thôi à, chứ còn bác sĩ không có cho giấy gì trơn á. Giờ bác sĩ chỉ cấp cái giấy xuất viện vậy thôi à. Thì thôi vậy thôi cũng được, để sư nói miệng không cũng được. Giờ nhỏ hết bệnh giờ đi học khẽ ra, cái gì thấy chuyện lạ không? Là do mình tin tưởng ông bà, mình hương khói, mình cúng kiến này kia nọ, ông bà giúp cho mình tự hết bệnh à. Vợ nhỏ đi học tỉnh bơ đó. Thì nói này để cho quý cô bác mình thấy là vấn đề cất nhà thờ tông đường rất là hay. Cái người miền Bắc người ta trọng cái vụ này lắm, còn người miền Nam mình hay thờ ơ. Cũng có một số ít người cất nhà tông đường thờ tổ tiên thôi đó. Thậm chí nhiều khi mình không có đi chùa mình không biết. Nói giờ gia đình ba má tôi giờ có em út tôi ở nhà thờ của quyền rồi, tôi khỏi thờ của quyền luôn. Thì mình nói nghe qua thì cũng đúng đó. Có thằng em út nó thờ ông bà của quyền thất tổ cúng kiến hàng năm rồi, mình thờ của quyền chi nữa. Nhưng mà không được, phải thờ giọng. Bây giờ theo sư mà sư thấy được á, ông bà mình á lâu lâu á về á nhà thờ tông đường á để thăm con cháu, nhưng mà con cháu nó đâu có tập trung. Bất quá ngày cúng kiến, mà ngày cúng kiến đó có khi nó không hợp nhau, nó không về đủ nữa. Đây có mặt đứa này không có mặt đứa kia, có mặt đứa kia không có mặt đứa nọ. Cho nên mỗi người giàu không có thờ nhà, không có thờ ông bà cúng kiến hàng năm, nhưng mà ở nhà riêng cá nhân mình cũng nên có một bàn thờ giọng của quyền thất tổ. Cái lư hương, hai cái đèn. Rồi dĩa trái cây, bình bông, đủ rồi. Dưới có 3 ly nước để thí dụ rằm quân mình rót mình cúng được. Bàn thờ giọng. Đó. Để mà khi ông bà mình á, thí dụ như á, ông nội bà nội hay là ông cố bà cố, ông sơ bà sơ mình nó về nó thỉnh thoảng rồi đi đâu đó đi ngang biết ra cái nhà này cháu của mình, thôi vô thăm nó một chút. Vô thăm không có chỗ ngồi đó. Bây giờ vô thăm cháu giờ mệt quá, giờ thôi tính nghỉ lại bữa hay bữa khỏe khỏe rồi về chỗ ở cũ, không có giường nằm. Vậy giờ ổng bả nằm đâu, mình thí dụ vậy đó. Cho nên mình có một bàn thờ giọng để ông bà mình có về thăm mình, ta có chỗ nghỉ ngơi đó. Tốt quá. Cái này mình tượng trưng như vậy để tỏ cái lòng hiếu đạo của một con người, người con, người cháu đối với ông bà tổ tiên. Thấy không? Nó hay lắm. Thì đó là trả lời cái câu hỏi về tông đường.
Tôi khi mà nói tông đường thì tôi cũng nhắc đây sẵn nói cho bà con mình nghe để mà mình hiểu luôn. Khi mà tôi cắt cái nhà thờ tông đường á thì tôi thờ rất là nhiều họ, từ ông Sơ mà tôi biết được á, tôi ghi vô danh sách bên nội ngoại gì có hết đó. Mà kể cả thí dụ như cái đời ông thân tôi, ông nội tôi, rồi những người vòng vòng bà con của ông nội tôi cũng đưa vô thờ hết. Ông nội bà nội đưa vô hết đó, rồi ông thân bà thân cũng vậy. Thí dụ tôi làm cái nhà thờ đó, tôi thờ ông thân bà thân tôi, chủ yếu là đầu tiên nhất là mình nghĩ tới ông thân bà thân của mình chết khổ đó. Thành thử nên mình nghĩ đó, nhưng mà sao lại cái nghĩ đó nó mở rộng thêm nữa, nên thờ đủ kiến họ hết trơn. Cái bữa đó cắt xong rồi á, cúng khánh thành ngày nay thí dụ vậy đó, thì cúng kiến xong xuôi hết trơn rủi rồi đó, thì tối á, tôi mới thiền định, thì tôi thấy một cái ông nọ đầu bớt tóc mà mình nôm na hồi xưa mình gọi là tóc cứt cu á, đầu tóc nhỏ sao lưng sao à, mặc cái áo bà ba rằn giải sọc rằn, giờ cái quần bà ba đen. Thế ông về ông viếng thăm nhà thờ, ông về nhà thờ ông viếng thăm, thì tôi mới hỏi xin lỗi ông là ai mà ông có viếng nhà thờ. Ông mới nói tôi á, tôi là ông cố của sư. Tôi nói ủa ông cố sao mà cúng lễ lạc thành hồi trưa rồi mà sao ông cố lại giờ ông cố mới về tới. Nói tại vì ở xa quá nghe mà về không kịp nên nó giờ mới tới đó, thì tôi nói thôi ông cố về đi ở đi chứ đừng đi xa nữa đó, thì ông ừ đó. Cái gì thấy chưa? Rồi thêm một cái chuyện này nữa nè, con bé Kiều á thì nó cũng nhẹ. Hôm mà cái lúc mà cái trận bão gì mà hồi năm ngoái mà bão nhiều á, cái bà lão tôi, bà thân tôi đó, bà mới cho nó thấy, bà cho nó thấy là bà lạnh quá bà run. Bà lạnh quá bà run mà bà chạy vô cái phòng ở bên hông mà để chén bát rồi đó, bà núp đó với một số người cũng vô đó núp đông lắm. Thì bà mới nói trời bão á, mấy con sau này mấy con có đóng mấy cái cửa mấy con đừng khóa nha không, nếu có ông khóa mấy con chỉ gài thôi, để mà có khi mà trời bão rồi ông bà vô đó người ta núp, chứ ở ngoài gió lạnh lắm. Nó thấy bà thân bây giờ nói vậy đó, cho nên khúc sau này nó không có khóa mấy cái cửa, cái cửa phòng đó, cái phòng để chén và mấy cái cửa mà mấy cái học á, nó không khóa nữa, để vậy thôi. Tại sao này có bão rồi, có mưa gì gió lạnh quá, ông bà vô nó núp. Thì quý vị biết cái nhà thờ như vậy mà bị gió bão còn lạnh lẽo, nếu mình ở nhà mà mình cách nhà mình ở đây mà mình á, cha mẹ mình ở Quầy Mã không, có núp được những cơn bão mưa dầm hay không? Mắc mưa lạnh thấy màu luôn chứ không có giỡn đâu nha. Đó, cho nên mình cũng phải biết, cho nên sau này tôi che mấy cái mái xung quanh nhà thờ bằng mái tôn nó thấp xuống đó, cho nó đỡ. Rồi giờ đó, tôi làm cái thau bạc phía trước luôn rồi cho nó ấm chút, chứ mỗi lần mà mưa gió tạt quá đi đó. Để nói vậy để quý vị thấy rằng âm dương nhất lý, mình mà lo cho ông bà tổ tiên thì ông bà thương mình lắm. Cái thằng Út Tẻo tôi á, là ba con bé Kiều á, nó ngang lắm. Cái lúc mà cái thời buổi mà khó khăn á, kêu bằng gạo châu củi quế á, nó đi lặn tôm. Ở đây cái miếu Cẩm Vinh nè, ở dưới nè, cái miếu ở Võ Sa nè, cái miếu bà cô ở trên Thiện Tân. Mấy chú kia mà nó đi bắn cá, nó đi rà tôm, nó không dám lại gần nó làm. Mà cái thằng này nó ngang tàn nó làm trời à. Thậm chí trên miếu bà cô rất linh á, lại với cái miếu bên Bến Võ Sa đó mà lạng quạng người ta bắt chết luôn á, vì chỗ đó cá nó ở nhiều mà người ta không dám bắn xung quanh đó, mà nó dám lại nó bắn đó. Mấy chỗ đó nó dám làm.
Sau này ở dưới đuôi Cù Lao có cá sơn đài á, cặp cá sơn đài bự lắm mà nó linh lắm đó. Không ai dám mà bắn cá này á, mà nó xuống nó bơi xuồng xuống nó quần nó bắn cá, bắn cặp cá đó. Nhưng mà mấy con cá nó cũng linh, sao nó trốn đâu mất. Bắn không được. Bởi sao này người ta bắt nó bệnh gần chết luôn. Bệnh gần chết luôn cái rồi tôi xuống dưới tù kỳ của tôi rầy nó. Không, ông làm tầm bậy quá đi. Ông bắn thí dụ chết một số cá nhỏ thôi mà nó động thủy thần người ta. Đó, làm tầm bậy quá. Cái có gì đó họ về liền. Họ về họ mượn khẩu nó luôn. Cái này tôi có cho lên mạng đó. Nó nể tình trong gia đình của quyền thất tổ phước đức lớn lắm phải không? Tôi bắt dặn hồng cho nó chết luôn. Không có tha nó đâu. Nể tình của quyền thất tổ phước đức lớn. Nên không có bắt nó. Chỉ hành nó bệnh thôi. Mà nó cũng không ăn năn cải hối. Kể từ giờ phút này nó phải ăn năn cải hối. Không ăn hối là bắt chết luôn. Tôi mới rầy cho nó một trận tơ bờ hết trơn. Nay mới đổi tâm tánh lại. Chứ ngang quá mà. Nhưng mà xin thưa quý vị, người ta có thể dị tình của quyền thất tổ phước đức lớn, người ta không bắt chết. Nhưng mà cái hậu quả của nó bắn cá sau này, mấy vòng hồng con cá không tha nó đâu. Mấy con tôm không có tha nó đâu. Thấy không? Cho nên nói vậy đây cho quý Phật tử mình hiểu. Trước mắt á, nếu mà mình phước đức lớn hay hoặc giả là trong của quyền mình có phước đức lớn thì thần thánh ta cũng cảm thông, ta dị tình một chút xíu, ta né một chút xíu, nhưng mà đừng làm quá. Làm quá là chết á. Nó hai lần như vậy người ta tính bắt chết mà tôi can á. Thành thử nên mình nghe vậy mình biết, mình cố gắng đừng có ỷ lại, đừng có ỷ lại. Thì đó là nói sơ. Bây giờ nói về thiện tài nè. Thưa thầy, cho con xin hỏi linh căn là gì, có bao nhiêu cung cõi linh căn? Thứ nhất, thứ hai, con có xem trong Mật Tông Thiên Đình của cư sĩ Triệu Phước có nói tới lá linh phù. Xin thầy ngoại hỷ cho con được biết linh phù là gì và có công năng gì. Con thành thật cảm ơn. Thì có lẽ câu hỏi này á thì bà con mình cũng nghe nhưng mà có lẽ cũng chưa hiểu rõ. Thì sẵn đây sư giải thích cho nghe luôn. Linh căn là gì? Giờ có bao nhiêu cung cõi? Thì trước nhất là sư nói về linh căn. Linh căn là gì? Linh căn là cái căn linh, tức là hồn linh á. Hồn linh một cái người nào đó mà người ta mượn xác, người ta nói năng này nọ, hoặc với người ta không mượn xác mà ta trong ở trong thế giới vô hình, ta cho mình nằm chim bao biết, hoặc giả là người ta hiện ra như thế nào đó, người ta mượn xác, người ta ca, người ta hát, người ta múa, vân vân, thì đó đều gọi là linh căn hết. Mình nói linh căn. Căn là căn cội là gốc à, là gốc. Mà linh là gốc linh. Mà nói gốc linh á, là nói dùng một cái từ cho nó chính xác là cái người đó là có tánh linh. Nhưng mà nói một cái chung chung á, thì mình gọi là hồn linh. Nói chung chung là hồn linh. Như vậy thì những cái linh căn này á, thí dụ như những cái người chết á mà còn cái xác phàm, mà khi mình còn xác phàm á thì gọi là linh hồn, nhưng mình bỏ xác gọi là linh căn. Có những linh căn người ta hiển hiện, mà có những linh căn người ta không hiển hiện. Đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, có bao nhiêu cung cõi linh căn, tức là mình nói bao nhiêu cảnh giới của hồn linh. Mình ví dụ như vậy thì rất nhiều cảnh giới, có thể nói rằng 84.000 cảnh giới là, chứ không phải chỉ một cảnh giới mà thôi.
tám muôn bốn ngàn cảnh giới. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên là ba ngàn, tam thiên mà đại thiên nữa, ba ngàn, ba ngàn cảnh giới. Và nghĩa là đại thiên tức là nó có nhiều cảnh giới, nó lớn hơn nữa. Cho nên mình nói chung chung là tám muôn bốn ngàn cảnh giới. Cũng như Phật nói con người có tám muôn bốn ngàn lỗ chân lông, tức là pháp môn của nhà Phật có tám muôn bốn ngàn pháp môn để mà tu giải thoát. Thì như vậy thì chúng sanh có tám muôn bốn ngàn cái bệnh, có tám muôn bốn ngàn cái bệnh, cho nên có tám muôn bốn ngàn cái vị thuốc để mà trị liệu cho chúng sinh. Thì như vậy là rất nhiều cảnh giới, chứ không phải chỉ một cảnh giới thôi. Cảnh giới này không biết cảnh giới kia không biết cảnh giới nọ. Tôi nói xin lỗi, thí dụ như tôi có ba ông anh đều là kháng chiến hết, mà ông này không biết ông kia ở đâu rồi, đều chết hết rồi. Tôi kêu cái ông này về, tôi hỏi có biết ông kia không, nó không biết. Rồi tôi mời ông kia về, tôi hỏi có gặp ông nọ không, không biết. Tôi mời ông nọ về, tôi hỏi có biết hai ông kia không, cũng không biết luôn. Mỗi người cảnh giới khác nhau hết trơn. Rồi riêng ông thân bà thân tôi chết bị xe nhà binh Mỹ đụng một lượt á, chết ở ngã tư Cầu Mới á. Khi mà tôi rước được bà về, hỏi bà gặp ông không, bà biết ông ở đâu không, không. Rồi khi rước ông về được cũng hỏi ông biết bà ở đâu không, không. Rồi á là vân vân rồi vân vân. Thì sau đó tôi mới rước hai ông bà tác hợp lại gần luôn, nghĩa là tôi tiếp cái năng lượng của hai ông bà cho nó bằng nhau để gặp nhau luôn. Cho gặp nhau luôn, bằng nhau để mà gặp nhau. Rồi thậm chí cái ông mà đi về Hà Nội mà tập kết Hà Nội mà chết á, ông về đây á, nói quý vị nghe, nói quý vị nghe ngộ, mới có Ngọc Cương đây, không biết. Cái nhà Ngọc Cương nè, ở ngoài sau tôi đó, tôi cho các nhà bà ở đó, 12 giờ đêm tắt đèn hết trơn, tự nhiên bật đèn điện lên, sáng rực. Cái bà thấy, ủa hồi nãy chị hồi tối mình tắt đèn mình ngủ, sao giờ bóng đèn mở. Bởi vậy bà tắt bà đi ngủ, nằm ngủ giấc dậy thì đèn mở nữa, cái tắt nữa, hai ba lần như vậy. Bà nói với tôi, tôi kêu cái ông anh tôi tập kết mà chết rồi Hà Nội á về, tôi hỏi ông biết cái nhà của Ngọc Cương nè, em ông nghĩa mà sao mà nửa đêm mà bóng đèn bật sáng lên vậy. Cái ông cười, ông nói tôi thấy ngộ, tôi mở chơi. Nó nói, ủa bố vậy sao kỳ vậy, bố Hà Nội không có hả? Nó nói, ngoài đâu có đó. Bị ông chết 1956 lận đó, cái hồi cái đợt mà kêu bằng tập kết ra Bắc 1954 hiệp định, rồi ông mới ra ngoài. Thì 56 ông bảo vệ cái đoàn mà kêu bằng cải cách ruộng đất á, rồi bị chết luôn. Bảo vệ đoàn ruộng đất rồi bị người ta bắn chết. Mình hôm nay mình nghe nói như địa chủ bắn chết, mình vậy thôi chứ mình cũng không biết về đó làm sao, ớt giác gì trứng. Lúc đó đâu có điện gì đùng gì đâu, mình đây cũng không có, nó có đâu ngoài có. Ông ấy thấy ngộ mở chơi. Cái gì thấy chưa, đó là thực tế luôn á. Ổng là mình hôm nay mình nói là người ma mà biết mở công tắc đèn cho sáng, thấy chưa. Bởi vậy nên mình cái người mà ta chết rồi ta linh á, người ta có thể làm được những việc mà mình không ngờ đâu. Thí dụ một ông anh nữa là kháng chiến chết ở miền Nam, ngày mai thì cũng dỗ ổng nè, bà má vợ ông ở nhà ở Tân Triều á, tự nhiên thấy con rắn hổ đen á, bằng cùm tay vậy nè,
đâu quầy ranh, nó chạy vô nhà ngay vô cái bàn thờ ông nằm khoanh dưới. Bà vợ ông thấy sợ, với có thằng con thằng Hiện cũng thấy sợ, nó quảng hồn la quái quái kêu hoài lên. Cái bà ngoại nó thấy là má vợ ổng á, bà thấy rồi bà biết rồi, mấy người lớn tuổi người ta có nhiều kinh nghiệm với người ta tin tưởng thần linh. Bà mới nói con, con Thành con về, con ngày mai cũng dỗ con về con thăm thôi, thăm mẹ với thăm vợ con là thôi con đi đi, con đừng có mang xác rắn nằm đây, vợ con không thấy sợ. Bây giờ giá hiện rắn hổ từ trong bò từ từ tưởng bò ra ranh đi mất luôn. Ông mượn xác rắn. Nói vậy chứ, nếu cái hồn của ổng á mà tự nhiên vô nhà là thổ địa thần quạng không cho đâu, mượn xác rắn bò vô thì được. Thấy không? Cho nên ở nhà mình á có những người thân của mình chết rồi á, Phật tử để ý. Tự nhiên đám ma hoặc giá cái ngày cũng dỗ tới thấy bùm bốm đâu bay vô nhà, bay lãng giảng hoài. Đó người thân mình mượn xác bốm về, về nhà thăm nhà đó. Đó, rồi nói tới đây tôi còn nhớ một chuyện nữa. Ông Sư Minh Giải ở Dĩ An nè, ông tu cũng tinh tấn lắm. Cái ngày cúng 49 ngày của ổng á, ông mượn xác con chim cu á, cu đất á, giống như cu còm. Vô cái bàn thờ ổng vậy nè, đậu đó, dọn cơm canh lên này kia nọ, cúng kiến bạn bè khách khứa tới, nó không có bay. À, rồi ở đâu cũng cả một tuần lễ rồi nó mới bay đi. Ông mượn chim mới xác chim. Cho nên nha, cái hồn linh, cái linh căn của một con người mà khi bỏ xác trần rồi, nhiều khi thương cha nhớ mẹ, hay thương vợ nhớ con, anh em gì đó, người ta không vô nhà được thì ta mượn xác những con vật phải vô. Cho nên nhiều khi bà con mình thấy như vậy, cái rắn nó vô nhà, thí dụ như ông anh tôi mà ông mượn xác rắn mà ông chạy vô như vậy á, mà không biết lao quái quái lên ở hàng xóm lại đập đầu rắn ăn thịt. Tức là đập ổng, mà đập ổng thì tất nhiên là ổng hồn xuất ra thì con rắn nó chết, người ta bắt nó ăn thịt. Nhưng mà giả sử ông giận, ông nói đập ổng hoài là ông bắt luôn cho chết á, chứ không có giỡn đâu. Bởi vậy cho nên mình biết như vậy rồi thôi, thấy con vật gì nó bay vô nó bay ra thôi kệ nó, đừng đập. Mình không biết đó là ai nữa à, có gì thôi mình gian giái mình đuổi đi à. Nó là vậy đó, nó linh căn nó là vậy đó. Còn vấn đề mà cái câu thứ hai á là nói về mật tông của thiên đình, cư sĩ Triệu Phước có nói tới lá linh phù. Linh phù là lá bùa linh chứ không gì hết á, lá bùa linh. Mấy vị mà ta mà luyện bùa đó, một cái chữ bùa mà ta vẽ chữ bùa rồi á, người ta tôm vô đó là có binh ở đó. Khi mà người ta dán ở chỗ nào đó mà ma nó đi tới đó, ha, là trong cái lá linh phù đó nó hiện ra. Cái vị thần linh, thần bùa đó ta hiện ra, ta quýnh con ma nó chạy mất, con quỷ nó chạy mất. Cho nên thường thường mấy người bệnh ma quỷ, ông thầy ông hay cho lá bùa dán trước cửa là vậy. Đó. Hồi xưa tổ tiên mình hồi xưa đó, nó hay cái chỗ đó, mà sau này dường như mình thấy nó ít rồi. Tết ta có dán lá bùa niêu á, ở cửa nhà đó, cái bát quái lại với cái bùa hổ vậy đó, à, là để làm chi? Bởi vì á, nhiều khi cái ngày 30 Tết tối trời lắm, tối trời, ma quỷ nó thường đi rảo để nó kiếm lợi nhà nào đó, thí dụ như nó muốn bắt ai đó, thì dán cái đó rồi nó thấy nó bỏ đi, nó sợ. Đó. Còn thí dụ như sư nè, Phật tử cũng có xin phép sư đó, sư có cho phép cái ấn của sư đó đem về dán ở nhà, thì nó cũng linh như vậy đó. Nhưng mà cái linh này nó không phải là cái linh của một vị thần bùa, mà cái linh của một dòng điện, một dòng điện quang mạnh. Tức là khi mà sư chú nguyện cái phép đó rồi, quý vị dán á, thì nó có cái hội tụ một cái nguồn năng lượng của sư, điện dương của sư trong đó. Ma là âm, ma là điện âm, nó lại gần á, nó bị giật ngã ra liền, chứ không có binh nào đánh hết trơn á. Nó bị giật, bị ma nó điện âm, mà sư là điện dương, mà điện dương sư mạnh, cho nên dán đó là ở ngoài đi vô đụng giật liền.
là nhào ra không không dám vô, vô không được. Đó. Cho nên quý vị thấy cái phép của sư quý vị tưởng chừng như giống cái bùa của mấy ông thầy bùa. Không phải, không giống. Cái phép của sư xài vĩnh viễn suốt đời luôn. Nếu mà tin tưởng suốt đời luôn, đừng làm hư, thì xài vĩnh viễn luôn. Vì cái phép sư như là một cái ấn, một cái ấn, một cái ấn lệnh. À, còn cái bùa của người ta đó, 3 tháng đổi lần. 3 tháng đổi lần. Thấy không? Đó thì về trả lời về linh phù. À, tiếp tục là có cái câu này nữa này, có ai đây? Ngọc Chi. À, thế nào, bạch sư phụ, thế nào là người có căn tu? Con được biết có một số thầy nói nếu người có căn tu thì cần phải về núi giải. Vậy có đúng không? Những người giải căn đó có phải là do ân trên nhập về hay không? À, xin sư phụ giải đáp. À, thì ở đây theo câu hỏi của Ngọc Chi á, là thế nào là người có căn tu? Cái này là câu hỏi này trật không đúng. Tức là thường thường người ta nói á, cái người đó có linh căn, hoặc giả là có cái có một căn linh nào nó theo, cho nên phải về núi giải căn, chứ không phải căn tu. Bây giờ nói căn tu là không đúng, cho nên hỏi mà cũng không biết hỏi nữa. Thí dụ như có những người mà ta có một cái linh căn nào theo đó, mà cái linh căn đó người ta muốn mượn xác để cứu đời, cho nên phải về núi mở căn, tức là giải căn. Giải căn á tức là cái cho cái linh căn nó ứng lên luôn, để nó khai khẩu rồi nó mở mắt rồi nó nói chuyện để sau này ta cứu đời. Thí dụ như vậy. Thì nếu mà cái xác người nào đó mà có phần linh căn theo, ta muốn cứu đời mà chưa mở căn, thì phải tìm thầy cái chỗ nào ta khai căn được, để cho cái phần căn nó ra mặt luôn, nên ta cứu đời. Nhưng mà cái căn á, thì thí dụ như có nhiều cảnh giới lắm. Có khi cái người đó cái căn họ là cõi thánh, cái phần linh căn là cõi thánh mừng mượn cái sắc trần để cứu đời, thì mở căn để họ ra cứu đời. Căn thần cũng có, rồi ngược lại cũng có căn ma nữa, căn quỷ nữa, căn thú nữa. Bởi vì cái người đó đó, tôi thí dụ như cái cô Phật tử mà Trơn Ngọc của sư ở bên Bình Đức á, cô ở Bình Đức, cổ có thằng con trai mà nó bị bệnh, cũng như có cái căn theo nó đó, mà ai về đâu tới sư coi ra, lúc trước sư còn coi bệnh chữa bệnh, là cái căn của nó là tổ con chim cánh cụt theo nó, chim cánh cụt ngoài biển á, ở cái xứ Âu Châu rồi đó, tổ con chim nó theo nó để muốn mượn xác nó cứu đời. Té lẽ ra nó là con chim cánh cụt, con cháu của cái loài cánh cụt nó đầu thai làm ngừ, cho nên tổ nó giờ tính theo nó mượn xác cứu đời. Nó như vậy cũng có thú theo đó, chứ không phải nói căn tiên Phật không nghe. À, rồi rắn cũng vậy. Nhiều khi mấy cái loài chúng sinh này á, nó cũng cái căn kiếp nó là thú, nhưng mà có khi kiếp trước nó là ngừ, nó tội lỗi quá đầu thai thành thú, bây giờ kiếp này nó muốn trở lại nó tu, rồi nó mượn xác để nó cứu đời, lập công bồi đức để nó trở lại làm người cho nhanh, thì nó cũng theo một cái xác nào đó hợp với nó. Mà tôi nói cho nên lỗi quý vị, không phải mà khi không mà ta theo mình đâu. Thí dụ như á, vừa qua cái ông chết, ông bỏ xác ngay cái cuộc đất đó, rồi á
cái cô nọ hiện giờ lại mua miếng đất ở ngay chỗ đó, cất cái nhà lên ở, thì cái hồn ông đó lại nhập vô cổ. Mà khổ nổi nhập vô cổ á, thì cổ cứ kêu quệt 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 à, tức là con ếch nó nhập. Thì lại gặp sư á, sư mới gọi về. Gọi về á, thì sư chú nguyện cái ếch này nó gian ra. Thì ông ứng lên, ông mới kể về cái sự nghiệp ông trước kia, vậy chết ở đây nè. Thì ông khổ quá đi. Ông chuyên môn đi bắt ếch, bắt cóc, bắt nhái, kỳ đà, bắt khỉ, bắt dượng để mần thịt. Thành bây giờ những vong hồn nó theo ổng quá nhiều, mà đặc biệt là bắt ếch quá nhiều. À, thì tôi mới khuyên, tôi khuyên mấy con ếch đó, tôi nói ổng kể cho tôi nghe vậy thôi, được rồi, để sư khuyên cho mấy cái loài vật này cho nó giác ngộ, nó tu hành để nó bỏ qua cho ông. Thì khuyên cái loài ếch, thì mấy đặc biệt là đầu tiên là ếch, nó nói ông này ổng giết dòng họ con quá nhiều sư ông ơi, cho nên bây giờ tụi con theo ổng. Bây giờ tụi con ở đâu bây giờ? Cái nhà tụi con mấy ông bầm, mấy ông chặt, mấy ông ăn hết trơn rồi, giờ con ở đâu? Con phải vô trong cái xác ổng con ở chung. Mà giờ ổng bỏ xác rồi thì tụi cái hồn ổng đi đâu? Tụi hồn tụi con theo đó. Giờ ổng nhập vô cái con này thì tụi con cũng theo luôn. À, thì sư mới hỏi tới đó. Thì bây giờ á, sư mới phanh phui ra, ông này tại sao theo con này và cái duyên gì? Thì sư mới cầu bề trên á, đem cái kiến phản ảnh kêu bằng hồi về quá khứ đó, hồi về quá khứ, ai về kiếp trước á, cô này là vợ ông này, giờ khiến mới mua miếng đất cắt đầu thai là kiếp này, mua miếng đất ngay chỗ này cắt đây ngay chỗ ông này chết, nên là ông này cũng theo. Nó có cái duyên hết trơn, duyên sự hết trơn á. À, rồi tôi giải quyết kỳ đó là mấy trăm con ếch với mấy loài thú khác nữa, nó giác ngộ nó tu. Cô nọ tỉnh bơ hết rồi, cúng một lễ trai tăng nữa, trai tăng tại nhà cổ luôn. À, đâu khoảng đâu tháng hai tháng sau gì đó, cổ lại quệt quệt trở lại nữa. Ờ, kêu nữa, tới chừng chạy qua tôi. Thì mấy con ếch này nó nói á, mấy thằng mấy đứa kia nó tha, chứ tụi con không tha. À, tôi xin nó hết lời luôn, nó cũng không tha nữa. Nó nói bây giờ á, cái người giết con phải ăn năn sám hối, phải lại, phải cầu xin cho thiệt nhiều thì con mới tha, con thấy được con mới tha, chứ nếu nó không cầu xin con không tha. Quý vị thấy khổ chưa? Nó kêu bây giờ ông xưa chặt đầu cắt cổ nó. Nó còn nói mỗi khi mà ông đè con xuống ông cắt cổ, con chắp tay hai tay con lại, ông cũng không tha nữa. Ớt á. Nên giờ á mấy thằng kia nó tha. Mà mấy trăm đứa tha rồi, bây giờ còn một số anh em tụi con không chấp nhận tha. Nó phải lại sám hối cho nhiều đi. Bây giờ nó phải lên đây. À, nó lên đây, nó lên chùa này nó lại sám hối đi. Tụi nó không được. Sư không có cho ở lại ban đêm. Bây giờ nếu mà mấy cái phần hồn mà nói vậy thôi, để cho ổng theo cô này, ổng về nhà cổ rồi mẫu tối lại sám hối cầu xin. Cầu xin nó riết lại riết. Nếu mấy vị thấy được, mấy vị tha cho người ta nha, để tội nghiệp. Hồi xưa mỗi cuộc sống mỗi người nó khác nhau. Anh ta chẳng gì mê làm ta mới làm như vậy, chứ nếu mà tỉnh ngộ như sư đâu có dám giết ai. Mình cắt nghĩa, mình năn nỉ, mình nói cũng hết lời nó vậy. Nó nói giờ hãy sám hối mà làm này kia nọ đi, tụi con thấy được tụi con tha. Thôi tôi cũng bó tay luôn thôi cho về. Rồi cổ sám hối sau này cũng rất là nhiều lắm á, nhiều lắm. Thì sau này không biết hết hay không, bị không có qua nữa. À, nói vậy cho quý vị thấy, không phải bệnh nào mà tôi cũng xin được đâu, tôi cũng khuyên được đâu, bản thân người đó phải xin, phải cầu mới được, thấy không? Đó. À, thì nói về vấn đề mà giải căn là như thế, nếu mà có một phần hồn nào nó theo cái xác nào á, là phải
lợi người có một cái khả năng, họ mở căn cho người đó, cho cái phần hồn nó ứng luôn để mà nó cứu đời, chứ không có theo nó hành người đó bệnh riết, nó quằn quại riết, đau nhức tức tối, có khi là không cho ngủ suốt cả ngày này năm kia luôn, có khi không cho ăn luôn mà ăn bông hoa không nữa. Mà lại thầy mở căn ra, ra căn xong cái làm việc cái hết bệnh. Mà quý vị biết tại sao mà ta phải hành căn như vậy không? Bởi vì cái dòng điện của người ta, tôi xin lỗi thí dụ, cái dòng điện của cái người trần gian, cái cô đó đó, là cái dòng điện cổ là 24 volt. Mà cái linh căn đó nó hợp với cái người đó, nó theo để nó hành căn. Mà cái căn linh của nó đó, nó có 14 volt thôi, nó không thể nó vô sát liền được. Cho nên nó hành vật giả người đó bệnh, nó bệnh cái thể xác nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cái năng lượng của người đó từ 24 nó sụt xuống còn 14, ngang tầm với cái dòng điện nó thì nó mới vô được. Nó hành là như vậy đó. Chứ còn mà chưa cái năng lượng của cái người trần gian đó mà chưa hạ thấp xuống bằng nó ngang tầm nó như 14 volt thì nó vô chưa được. Còn 15 volt nó chưa vô được nữa. Cho nên người đó phải chịu hành dễ sợ lắm. Đó. Nói vậy cho quý vị biết, chứ không phải là khi không người ta hành mình chi đâu. Thấy không? Đó. Thì đâu này cũng đã nói rõ luôn rồi, những người giải căn đó có phải là do ân trên nhập về hay không? Có phải là ân trên nhập về hay không? Thì đó còn tùy nữa. Tùy. Có khi là cõi trên xuống, mà có khi không phải cõi trên. Nghe không? Đó, như vậy đó, mình biết như vậy để mình không còn lầm lẫn. Có nhiều người hả, nó xin lỗi chứ, nó là con rắn mà nó nhập vô sưng là Na Tra Thái Tử. Nó con chuột mà nó nhập vô nó là Na Tra Thái Tử. Ví dụ như con rắn bãi đầu trước tôi nè. Có gì thấy chưa? Cho nên trong vấn đề về thế giới tâm linh nó phức tạp vô cùng. Mình không hiểu thì đừng có dội tin đó là chánh, mà cũng đừng bác đó là tà. Mình coi qua cái hành động của người ta. Nhiều khi ví dụ những con thú vật mà nó mượn xác nó cứu đời mà nó không ăn tiền ai hết, nó không là làm gì khó khăn cho ai hết mà chỉ cứu người ta thôi. Thì tuy nó là thú nhưng mà nó là chánh đó, nó làm việc chánh đó. Còn cái vấn đề con người mình nè, nói cứu đời bài ra làm tiền người ta đủ thứ hết. Thì tuy là con người thiệt nhưng mà nó làm việc tà đó, chứ nó có chánh đâu. Cho nên chánh hay tà là làm phải làm thiện hay là làm ác làm quấy. Mình phải phân định rõ ràng như vậy á, phân định rõ ràng, lấy cái thước mà mình kéo dài ra mình đo đi, thấy không? Đó, nói vậy cho quý Phật tử biết. Rồi, trả lời mấy câu này hết rồi. Nói về tánh thấy này đã giải rồi, bữa trước nè, chưa giải, số mơ thì giảng rồi. Thấy không? Rồi giờ ai có gì hỏi nữa không? Không có hỏi nữa, hỏi. Hồi số mơ sư có giảng về khi mà kiến tánh á, là thấy tánh á, thì có bảy chỗ thấy khác nhau, tức là bảy bậc. Cái thứ nhất là thấy về tánh tình, thứ hai á, là thấy về tánh ý, thứ ba là thấy về tánh trí, thứ tư á, là thấy về tánh tâm, thứ sáu là thấy về thể tánh, thứ bảy là thấy về tự tánh, thứ tám là thấy về tạng tánh. Đó, thì phân ra bảy chỗ thấy, tức là bảy bậc cao thấp khác nhau. Thì theo như Thiện Ân nó hỏi á, tánh tâm thì nó chưa hiểu rõ,
chưa phân biệt được chỗ này. Thì bây giờ sư nói dần đây, thấy về tánh tâm á, thấy cái tánh của cái tâm của mình nó như thế nào. Cái tâm đây là nói thẳng gì về chân tâm, về cái tâm thật thật của mình đó. Cái tâm thật của mình á thì nó giống là thanh tịnh. Thấy cái tánh tâm tức là thấy được cái tánh thanh tịnh của tâm mình. Mà cái tánh thanh tịnh của cái tâm của mình, cái tức là cái tâm thật của mình á, cũng tức là tâm Phật. Mà tâm Phật thì nó thanh tịnh, nó tự tại, nó bình đẳng, nó rỗng lặng, nó trùm khắp. À, trong cái tánh tâm này á, quán xét sâu vào nó thì cái tánh tâm này á, nó có một cái ý năng sanh. Mà cái tánh nó là có cái ý, nó là năng sanh mà là vô sanh. Cho nên khi dùng cái trí mà quán xét được cái chỗ này rồi á, thì mới ngộ được cái ý của mình vốn là vô sanh. À, cái ý nó vốn vô sanh. Thì bây giờ á, nhập vào cái ý vô sanh này để sống, gọi là hữu dư niết bàn. Có một pháp hành, có một pháp tu, có một pháp chứng, đó là quả A-la-hán. Đó là quả A-la-hán. À, thấy được cái tánh tâm của mình rồi. Tức là thấy cái tánh của chân tâm của mình. À, nếu nói rộng ra là chân tâm là dùng cái từ chung chung, nhưng mà nếu cô động lại á, là thấy cái tánh của ý giống là vô sanh. Cho nên nhiều người ta nói tâm ý của người đó, hoặc người ta nói tâm chân tâm vọng là dùng cái từ chung, nhưng mà dùng cái từ riêng á, trong nội dung của cái tâm này á, là ý chân ý vọng. Dùng cái từ riêng là ý chân ý vọng, mà dùng cái từ chung á, là tâm chân tâm vọng. Biết rõ cái ý chân của mình á, gốc tánh á là vô sanh, thì an trú thần trí trong cái gốc tánh vô sanh của cái ý, đắc được hữu dư niết bàn. Tức là an trú trong cái quả vị có pháp hành, có pháp tu và có pháp chứng, đó là A-la-hán. Nhưng mà khi mà quán tới cái tánh thể là bình đẳng rộng lặng trùm khắp của cái tâm, thì nó cái tánh thể này nó cũng là bất sanh bất diệt. Chính cái tánh thể này bất sanh bất diệt đó mà cái vị mà quán xét thấy được cái tánh thể nó như vậy rồi, cái tánh thể là bất sanh bất diệt, thì bây giờ các vị đó đi vào đại định luôn, an trú thần trí trong diệt tận định, trong diệt tận định luôn. Tức là định vào cái chỗ dứt mất các cái căn thấy nghe hiểu biết thử nếm rờ tưởng luôn, đi vào đại định luôn. Như hồi nãy mà tôi nói là Đức Thích Ca Như Lai mà ngài đi vào đại định là 700 cổ xe bò đi ngang, 500 cổ xe bò đi ngang, Phật không hay không biết. Là đi vào diệt tận định là mất cái thấy nghe hiểu biết luôn. Rồi á, cái vị mà đó gọi là đắc được cái quả duyên giác thánh, cũng gọi là diệt tận định. Diệt tận định đó. Cái hàng duyên giác họ thấy rằng khi mà đi vào diệt tận định rồi, không đâu có pháp gì mà hành được cái này, không có pháp gì để hành được đó. Cho nên ngài, các ngài khẳng định là không pháp tu, không pháp chứng, mà không có cái gì để được á. Đi về diệt tận định mất hết trơn rồi, đâu còn gì đâu nữa mà có cái gì được. Chấp trụ cái lý pháp này trở thành là Phật duyên giác. Cái là Phật duyên giác, chưa phải là Bồ Tát. Tức là nói về nhị thừa đó, A-la-hán là chấp có tu, có pháp chứng, có pháp hành. Duyên giác á, thì chấp về cái lý không pháp tu, không pháp hành, không có cái gì để được hết, đi vào diệt tận định luôn. Và khi Bồ Tát mà thay quán mà thấy tới cái chỗ á, tự tánh thanh tịnh thường còn bất biến, thì Bồ Tát bây giờ người ta mới nhận rõ ra rằng á, không mà có mà không.
trong không mà có, trong có mà không, có không tương ưng với nhau à, để hiển minh chánh pháp trung đạo của chư Phật ba đời à, đó là hạnh quả của đại niết bàn của Bồ Tát. Cái gì đấy chưa? Cho nên cái này á là phải ngừng hành đạo mới lý giải được thôi, chứ còn học giải không nổi, không thể nào giải nổi cái này đâu. Thì nói vậy quý vị, để quý vị thấy vấn đề trong cái cuộc sống của mình hằng ngày đó, cái tu nhà Phật mà quý vị chuyên sâu rồi nó hay lắm, nó hay vô cùng. Ví dụ như đối với bản thân sư bây giờ á, lại chắc lại không nổi đâu. Sư giờ mà lại Phật 1 triệu triệu lại, sư thấy đền ơn cũng chưa hết nữa. Mà nếu lại trời á, hay là lại mẹ Diêu Trì 1 triệu triệu lại cũng chưa đền ơn nổi nữa. Quý vị biết mỗi lần sư á, sắp bị nạn là bề trên ta tới rồi, ta đổ ngộ rồi đó. Quý vị biết không, ở đây nè, thì tôi thí dụ tôi đấm cốc tôi tịnh khẩu tôi tu, bữa nay tôi xả ra, xả ra ngày mai tôi xuống tôi cúng đám ma. Trời ơi, tối về ngồi thiền âm binh nó súng nhau, nó quýnh tôi quá chừng quá đổi, nó quýnh quá chừng, mà nó quýnh tôi cũng như quýnh trống, như quýnh trống chơi vậy, bình vậy á. Nó quýnh tôi á, nó quýnh tôi một hồi tôi nói mấy người ngưng đi, đừng có quýnh tôi nữa. Nếu mà mấy người mà còn tiếp tục là tôi không có tư vị, nghe chưa. Tôi định thần một cái á, tôi dùng mình một cái, quán hồn bỏ chạy trần à. Đó, thằng ơi, cái bữa tối thiền mình đã giải quyết được vậy rồi. Qua bữa sau tự nhiên thấy sứ giả của thiên đình của Ngọc Hoàng Thượng Đế cho người xuống. Mình nói thế gian này cũng như cái băng ca vậy đó, nhưng mà nói về cõi tâm linh cũng một miếng vải, một cái vải gấm. Thượng Đế cho người đem xuống, rước tôi lên ngồi trên, nằm trên đó, đưa về trên, cái kêu tôi nằm ở trên một cái tấm thảm vậy nè. Thế kêu ông Thái Bạch Kim Tinh á, quý vị thấy mà ông cầm cái phất trần trắng trắng đó, cái ông ngầu Thượng Đế đó. Đó, đó. Thì Đức Thượng Đế ngày mới bảo á, mặc dầu sư tu có một sức định vô sanh, nó đánh không sao hết, nhưng mà ảnh hưởng âm khí sau này cái xác nó phải bệnh, cho nên thiên đình cho người rước về trên này để giải tỏa cái âm khí đó. À, tôi lên nằm một cái tấm thảm gấm, cái ông cầm phát trần á, trắng trắng á, ông nhúng nước thuốc ông rải tôi 2-3 cái, nghe nó khỏe nhẹ hết sức vậy. Xong rồi cái mấy vị thôi mời sư trở lên, mình nói thế gian này như trở lên cái băng ca đưa về xứ vậy. Tức là tấm thảm đưa trở về với thầy. Đó. Bởi vậy cho nên mỗi khi bị nạn thì mình thấy bề trên thương mình quá, giúp mình mọi mặt hết. Đó. Thì quý vị thấy sao? Cái ân tình này mình bao giờ mới trả nổi? Trả không nổi. Cho nên giờ chỉ có đem cái thân, cái xác với cái hồn này cứu độ chúng sinh thôi. Đền tới đâu tính tới đó, phải không? Đền ở đâu tính tới đó thôi, chứ trả không hết đâu. Nên tôi mong rằng bà con mình phải tin tưởng trời Phật thần thánh thiêng liêng. Thì chính bản thân tôi là một con người đã tiếp cận rất nhiều những cái trường hợp như thế về tâm linh. Không có quan đường đâu quý vị ơi, không có quan đường đâu. Đó. Cho nên phải ráng niệm Phật tu. Rồi ai mà có cái nghiệp gì đó, mà bệnh hoạn gì đó, ráng sám hối cầu xin người ta tha cho, chứ đừng nhờ sư. Sư nhìn hình dung á, Phật tử mà nhờ sư như dựa vào cái quyền lực vậy, y như thế gian vậy. Đó. Thế gian cứ dựa vào quyền thế, rồi cứ dựa vào tiền bạc là chắc được việc rồi. Đừng có dựa vào tiền nha không. Ở dưới Biên Hòa có cái bà đệ tử sư Văn ở dưới á, bà đi chùa sư Văn, bà tụng sám hối mỗi chiều. Cái bữa bà vô bà kể với sư,
Ông sư ơi, con đi mỗi chiều con vô chùa sư Văn, sư con sám hối như vậy nè. Có cái bà hàng xóm á, bữa bà nói với con cũng kỳ cục. Nói kỳ cục sao? Bà thấy con mỗi bữa chiều xách nón lá đi đi, bà hỏi chị đâu mà thấy chị buổi chiều nào cũng xách nón đi hoài vậy? Hay vô chùa lại sám hối. Sám hối gì, tôi ở nhà đây tôi lại cũng được, chứ cần gì mà chị phải đi chùa. Cái bà này bà mới nói tôi đi chùa lại sám hối cũng để quen mấy ông sư mấy ông thầy, sau này mình có việc gì mình thỉnh ổng cho nó dễ, ổng có quen mình sẽ thỉnh nó dễ. Bà nói cũng thiệt tình phải không? Cái bà này bà nói ngược lắm. Ô chị hơi sức nào mà lo, tôi nói thiệt chị, tôi không làm quen chùa nào á, gia đình tôi có chuyện hả, tôi bỏ tiền ra bao nhiêu, tôi muốn bao nhiêu thầy tới cũng được đó. Mà mới nói đầu hai ba tháng sau còn bà nhà chết, bà đi rước cả thành phố Biên Hòa không thỉnh được một người nào hết trơn, khiến không thỉnh được người nào. Lại ông thầy này mắc đụng đám kia, lại ông thầy kia mắc đi cúng trai tăng nọ, lại ông thầy nọ thì lại mắc đi họp, không mời được ai trường được. Nói vậy cho quý Phật tử nghe, đừng có nói lẻ nha, đừng có ý tiền mà nói lẻ. Cho nên sống ở đời đừng nói lẻ, cũng đừng khi dễ ai của Phật tử ơi. Mình mà mình nói lẻ hay là mình khi dễ người ta, mình sẽ bị hậu quả đó. Bởi ông bà mình xưa nói cái câu rất hay mà nhiều khi bà con mình biết mà bà không nghĩ lại nên không tránh né. Nói giờ mình cừ ngừ sao bị ngừ cừ lại. Mình cừ ngừ một, mình bị ngừ cừ lại cả 10 lần, 100 lần không chừng nữa. Đó. Cho nên đừng nghĩ lại, đừng cừ ai kệ á. Ai bệnh hoạn, ai trả nghiệp hay là ai cái gì, chuyện của người ta để cho người ta. Mình đừng nói, mình nói cái miệng mình gây cái khẩu nghiệp rồi sao mình trả quả. Tới đó than vắng thở dài, tới đó đi chùa lại Phật sám hối, sao Phật không linh, Phật không độ con. Con đi chùa con ăn chay trường nhiều quá mà sao Phật không độ con. Ai dè cái miệng mình nó đào cái hố nghiệp quá lớn, lấp chưa cạn làm sao mà được. Thấy không? Cho nên phải nhớ đừng cừ chê ai hết. Họ giàu có xấu, họ có như thế nào để chăng nữa, đó là cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ. Tôi nói giả sử như đến một cái mức độ á, nhưng mà trong truyện Kiều á, truyện Kiều nó bán thân nó chuột cha. Giả sử thế gian mình này mình thấy ai đã như vậy cũng đựng cường ta, cái nghiệp của người ta, người ta phải lãnh như vậy đó. Chứ ai không muốn vinh dự tốt, ai không muốn đời mình trong sáng, ai không muốn mình giàu có nó sang trọng. Nhưng mà vì cái nghiệp cá nhân của mỗi người mà đến lúc họ phải lãnh, họ phải chịu thôi. Còn mình chưa có, thôi đừng, mình đừng lãnh nha. Mình nói người ta là mình lãnh cái nghiệp của người ta đó. Nó nói như vậy đó. Cho nên kệ ai chuyện ai đây. Mà tôi nói một câu châm ngôn này đặc biệt. Wow, mò xe mò, ai làm quấy nấy lo. Chuyện của người ta. Thấy không? Đừng thèm nói ai đó. Kệ hả? Cái gì mình có thể thân trần phải quấy hư nên tốt xấu đi, mọi người cùng nghe, cùng tu là tốt. Còn mình nói mình quỷ nhục người ta thì không nên. Không nên đâu. Đó. À, thôi giờ hồi nghỉ đi. Ha. À, tất cả đứng lên lại tổ rồi xả giới. Mô Phật.